Thưa quý vị, chiều nay ngày 27 tháng 6, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng gồm Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường, Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an Trần Đình Trung và Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng Nguyễn Duy Minh có buổi tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Theo đó, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét một khối lượng công việc lớn, quyết định nhiều nội dung quan trọng không chỉ cho năm 2022 mà cho cả giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo. Quốc hội đã thông qua 5 luật, 17 nghị quyết, cho ý kiến về 6 dự án luật khác và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác. Qua các phiên thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đã thể hiện sự tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao với sự nghiên cứu chuyên sâu, kỹ lưỡng của các vị đại biểu Quốc hội. Đánh giá cao kết quả của kỳ họp thứ 3, cử tri thành phố Đà Nẵng cũng đề đạt thêm nhiều kiến nghị đến Quốc hội về các vấn đề kiểm soát các dự án đầu tư công, những tác động tiêu cực từ việc đưa môn lịch sử trở thành môn tự chọn, công tác phòng chống tham nhũng, tình hình giá xăng dầu tăng cao ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, cùng nhiều vấn đề quan trọng khác. Đề nghị Quốc hội nên rút kinh nghiệm các cái dự án trước đây, trong đó các dự án Cát Linh, Hà Đông đấy, vân vân. Nay đi vào các cái dự án như Vành Đai 3, Vành Đai 4, đường bộ cao tốc, vân vân, thì đề nghị Quốc hội cố gắng là kiểm tra chặt các cái dự án trọng điểm cấp quốc gia trung hạn và dài hạn như nghị quyết Quốc hội đã đề ra. Yêu cầu thi công là phải đúng tiến độ, chất lượng phải bảo đảm, không đủ vốn đầu tư, giải ngân phải kịp thời, xóa bỏ hết các cái dự án treo lâu dài gây khó khăn bức xúc trong nhân dân và dư luận xấu ngoài xã hội. Quốc hội, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nghiên cứu hỗ trợ kịp thời về xăng dầu cho ngành thủy sản để trong đó đảm bảo cái khai thác, đảm bảo an sinh và đảm bảo có mặt để bảo đảm chủ quyền quốc gia của Việt Nam trên vùng biển của Việt Nam. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, đối với các vấn đề cử tri nêu, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tổng hợp và kiến nghị đến các cấp theo đúng thẩm quyền, đồng thời đề nghị lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố nghiên cứu giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền. Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố thông tin thêm đến cử tri một số chủ trương của Trung ương về tình hình giải quyết vướng mắc của các dự án đầu tư công, phát triển văn hóa, việc đưa môn lịch sử trở thành môn tự chọn, tình hình giá xăng dầu. Tiếp thu các ý kiến cử tri, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng giải trình làm rõ từng vấn đề cụ thể mà cử tri nêu, đồng thời nhấn mạnh đối với công tác phòng chống tham nhũng, thời gian gần đây ngày càng có chuyển biến tích cực, quyết liệt và chặt chẽ. Qua đó đã kịp thời phát hiện và xử lý nhiều vụ án vụ việc đúng người đúng tội theo quy định của pháp luật. Phải tăng cường cái lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong công tác đó là phòng chống tham nhũng tiêu cực với một quyết tâm chính trị cao. Trên dưới phải đồng lòng, dọc ngang phải thông suốt và tư tưởng là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không dừng, không nghỉ, thì phải là kiên trì để mà thực hiện. Tham nhũng thì gắn liền với quyền lực. Vì vậy là có quyền lực thì phải kiểm soát quyền lực. Còn quyền lực mà không kiểm soát á, thì thế nào cũng là đẻ ra chuyện này chuyện khác. Cho nên cái việc này thì phải kiên trì làm, ngày một mạnh hơn, ngày một quyết tâm hơn. Nếu các cô các bác theo dõi thì trong thời gian vừa qua những cái vụ liên quan tới như Việt Á, liên quan tới Cục Lãnh sự, liên quan tới FLC và nhiều vụ ở địa phương này địa phương khác
là xử rất là nhanh và rất là kiên quyết. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị thành phố Đà Nẵng tiếp tục nâng cao vai trò giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đối với các vấn đề cử tri quan tâm, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự thẳng thắn và quyết liệt của cử tri Đà Nẵng trong thực hiện vai trò của mình, qua đó góp phần tích cực vào công tác phản biện xã hội, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, phát triển.